2020 Bitches, Alex, Nash, DeBito, Huang in the House, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go! Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về chứng minh phản chứng. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một bài tập nó cực kỳ cơ bản. Theo mình nghĩ thì giải được bài này thì chỉ mất 5 dòng các bạn ạ, để các bạn hiểu về phương pháp chứng minh phản chứng. Chúng ta vào luôn nhé, một bài tập theo mình nghĩ là nó chả liên quan gì đến các bài tập các bạn đã học đâu. Một bài tập mà mình thấy là cũng hay ho, một cái tư duy cực kỳ hay bằng phản chứng thôi. Thế thì như thế này, cho các số thực A1 đến AN gọi A là trung bình cộng của chúng. A bằng A1 cộng A2 cộng AN chia cho N. Chứng minh rằng là ít nhất một trong các số A1 đến AN sẽ lớn hơn hoặc bằng A. Đây là một trong những cái rất hay. Theo mình nghĩ là nhiều bạn sẽ bảo là hiển nhiên mà, hiển nhiên đúng không? Rồi thế thì để chứng minh được thì mình cũng giả sử điều ngược lại thôi các bạn. Giả sử điều ngược lại. Ngược lại thì là gì các bạn? Cái mệnh đề phủ định thì khó đấy. Nhiều bạn là không tìm được mệnh đề phủ định là cũng ăn thua đấy, ăn thua với nhau ấy đúng không? Có ít nhất một trong các số lớn hơn hoặc bằng A. Thế như vậy mình sẽ giả sử là tất cả các số từ A1 đến AN thì chả có số nào lớn hơn bằng A cả. Như vậy đều nhỏ hơn A hết. Đúng không? Nhỏ hơn A hết. Thế nhưng nếu nhỏ hơn A rồi thì mình sẽ có được là A1 cộng A2 cộng A.A3 cộng chấm 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 cộng đến AN thì sẽ nhỏ hơn A cộng chấm 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 cộng A này, cộng chấm 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 đến A. Thì hỏi là có bao nhiêu số A đấy tất cả? Thì các bạn sẽ thấy rằng là có N số A thôi, đúng không? N số A. Như vậy chúng ta sẽ thấy là A1 cộng A2 cộng A3 cộng chấm 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 cộng đến AN thì sẽ nhỏ hơn N như này, đúng không? Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ chia cho N thôi để có được trung bình cộng là A1 cộng A2 cộng chấm 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 cộng AN chia cho N nhỏ hơn A. Mà theo dữ kiện giả thiết của đề bài thì A là trung bình cộng, đúng không? Trung bình cộng của các số thì cộng lại bằng A. Thì có số nào A lại nhỏ hơn A không? Vô lý rồi đúng không? Mâu thuẫn. Đó. Icon mới với mâu thuẫn của mình. Như vậy là mình đã có điều phải chứng minh rồi. Như vậy là mình đã chứng minh xong. Thì chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết nhé. Chết rồi. Mình lại quên mất xóa mất phần lời giải chi tiết rồi. Buồn quá. Thôi có lẽ là mình sẽ phải gõ lại do mình lỡ tay xóa mất rồi. Mình gõ rồi đấy, nhưng mà mình thôi, bạn nào mà muốn xem mình gõ như thế nào, nghe tiếng phím cạch 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 nhé. Nào lời giải, giả sử điều ngược lại. Nghe tiếng phím hay không các bạn? Giả sử điều ngược lại là không có số nào. Không có số nào. Từ A1 này, A2 này, chấm 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 đến AN này. Lớn hơn hoặc bằng A. Thế thì không có số nào lớn hơn hoặc bằng A thì chứng tỏ rằng là thì mình phủ định không trước mà. Mình phủ định không trước. Thế như vậy là tất cả các số này thì đều nhỏ hơn. Nhỏ hơn này, đúng không? Có này. Các bạn sẽ có được cái dãy số này. Nhưng mình sẽ chuyển lại thành cộng này. Cộng này. Cộng sẽ nhỏ hơn A cộng A cộng A. Chấm 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 đi. N số A đúng không? Thôi mình cũng không biết nữa. Thế thì mình sẽ biến đổi là tương đương với việc là cộng này thì sẽ nhỏ hơn N nhân A, đúng không? Rồi. Sao lại xuống răng đây? Rồi ok. Sau đó tiếp tục thì mình lại chia thôi. Mình lại chia. Chia đi thì mình sẽ có được cái trung bình cộng này. Chia đi thì mình sẽ có được cái trung bình cộng này. Và sẽ nhỏ này. Cái này thì mâu thuẫn rồi. Các bạn thấy nhé, A lại bằng A lại nhỏ hơn A thì chắc chắn là mâu thuẫn rồi đúng không? Mâu thuẫn. Vậy điều giả sử là sai. Như vậy ta có điều phải chứng minh. Ok, như vậy bài ngày hôm nay của mình đã xong. Một bài tập rất là ngắn gọn, đơn giản. Và mình cũng chỉ muốn giới thiệu đến cho các bạn phương pháp phản chứng như thế nào thôi. Được không nào? Ok, nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like cho mình nhé. Và share cho mình nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.